và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Loạt sau việc gửi lời an ủi đến MC Nguyên Khang khi nhà hàng bốc cháy. Nhà hàng của MC Nguyên Khang tại Phú Quốc xảy ra sự cố trong đêm ngày 28 tháng 5, thiêu cháy gần như toàn bộ vật dụng. Nguyên Khang là nam MC quen thuộc với công chúng, anh là quán quân cuộc thi Cầu Vồng năm 2009. Ngoài thành thạo tiếng Anh, nam MC còn được chọn mặt gửi vàng trong các sự kiện lớn nhỏ nhờ khả năng dẫn dắt lưu loát của mình. Ngoài tham gia nghệ thuật, mỗi nghệ sĩ đều chọn lấn sang nghề tay trái là kinh doanh riêng. Nam MC Nguyên Khang cũng là một trong số đó. Mới đây, nhiều người bất ngờ khi cơ sở kinh doanh tại Phú Quốc của anh bị cháy rụi. Đông đảo sau việc đã gửi lời an ủi đến nam MC. MC Nguyên Khang buồn bã khi nhà hàng tại Phú Quốc đã bị cháy khi mở lại chưa được bao lâu. Dàn sao vi biết gửi lời an ủi động viên đến MC Nguyên Khang. Cách đến giờ trên trang cá nhân, nam MC đã chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn, thể hiện nỗi lòng, sự buồn bã của anh đối với sự việc vừa qua. Theo đó, Nguyên Khang đã cầu mong mọi sự bình an đến với mình. Anh viết, hôm nay là một ngày cực kỳ sóng gió của cuộc đời con mong mình sẽ bình an. Ngay sau khi biết thông tin này, nhiều người hâm mộ cũng như nghệ sĩ gửi lời động viên đến anh. Tiêu Châu Như Quỳnh, mong những điều tốt đẹp sẽ đến với anh nạ. Diễm My, anh Khang cố gắng lên nha. Hồng Vân, thương em quá em ơi. Thu Minh, chỉ đọc status, không hiểu đang xảy ra chuyện gì, xem tin tức thì. My God, cố lên em nhé. Lê Giang, bình an nhé em. Hồng Ngọc, cố lên anh nhé. Tùng Leo, cố gắng nhé em nhé. Tiến Luật, mọi việc hanh thông nhé. Lâm Vĩ Dạ, sẽ ổn mà anh. Trương Nam Thành, đọc chú Đại Bi Điên ơi, hồi hướng công đức, niệm Nam Mô A Di Đà Phật 108 lần cho tâm tịnh lại, mọi chuyện sẽ qua nhé. Nghệ sĩ Hồng Vân, Tiêu Châu Như Quỳnh và hàng loạt sau việc điều gửi chúc công việc kinh doanh của anh thuận lợi. Lâm Vĩ Dạ nhắn nhủ đến Nguyên Khang, sẽ ổn mà anh. Cơ sở kinh doanh đồ ăn của Nguyên Khang bị cháy. Theo thông tin, nhà hàng tại Phú Quốc của MC Nguyên Khang bốc cháy dữ dội. Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 28 tháng 5 và phải đến 4 giờ mới được dập tắt, vụ cháy khiến toàn bộ cơ sở vật chất trong nhà hàng bị hư hỏng nghiêm trọng. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng chống chữa cháy đã điều 3 xe chữa cháy chuyên dụng đến dập lửa. Cách đây chưa lâu, nam MC đăng trên trang cá nhân bức ảnh nhà hàng tại Phú Quốc và chia sẻ, sau vài tháng trộm vía nhà hàng khá đông khách, mỗi lần nhìn qua camera cũng thấy phấn khởi. Toàn bộ bàn ghế đều bị cháy rụi, mọi vật dụng trong cửa hàng đều bị hỏng sau vụ cháy. Bên ngoài nhà hàng kinh doanh của nam MC sinh năm 1983, bên cạnh đó anh cũng mở thêm một nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và mới được khai trương. Hiện tại nam MC sinh năm 1983 cũng không chia sẻ gì thêm về sự cố xảy ra. Anh chỉ cho rằng đây chính là bài học đắt giá để lại cho những người đang kinh doanh. Sau sự việc không mong muốn, Nguyên Khang thông báo sẽ đóng cửa nhà hàng tại Phú Quốc. Anh chỉ tập trung kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh.